Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố về hiện trạng rừng toàn quốc năm 2023. Theo đó, diện tích rừng gồm diện tích rừng chưa đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ là 14,8 triệu hecta. Nếu chỉ tính diện tích rừng đã đủ tiêu chí tỷ lệ che phủ rừng thì có 13,9 triệu hecta. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 40,02%. Hiện trạng rừng được công bố cũng cho thấy khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung đang có diện tích rừng và tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất cả nước. Khu vực này có 5,6 triệu hecta rừng với tỷ lệ che phủ đạt 54,23%. Trong số các tỉnh có rừng trên cả nước, Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất với hơn 1 triệu hecta. Trong đó có 790.000 hecta là rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Thanh Hóa xếp thứ 5 cả nước với 647.000 hecta rừng.